Tao quay nó sát đây nè thôi. Trời trời. Sát quay chị nhìn luôn nha. Đây nè. Đây chụp sao lấy hết rồi. Sát cho tụi bay nè. Sát cho con sáu quay chụp hình luôn tụi bay. Đứng dậy ngay 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 ngay. Chị Miên, nó đứng trước rồi con. Anh lo à. Sao đứng gì vậy? Tứ xuống hết trơn vậy? Đứa nào mà thấp đứa lên trước. Đứng lên rồi thấy. Dung đứng con. Thấy là tới sao hết. Rồi thấy hết rồi. 1, 2, 3. Để nãy tao qua bển á, tao quay qua lấy cái mặt này. 1, 2. Rồi. Chưa. Tao đi vòng vòng bển quay qua lấy cái mặt này. Cái mặt này nè. Lấy hết không anh? Thấy hết không? Hết. Này nó rộng cơ lắm mà sao. Hết. Được rồi. Cái mã tâm tạng này tại nó nói một tí rồi. Đây là bây dòng chồng này dài chẳng mới coi. Quá trời dịp chiều gì đó mua mà không mừng biết rồi bao nhiêu dài cho tới ông sốt ông năm thằng. Mở đó mà người ta mừng núm, cái núm. Chưa hết chưa? Rồi rồi hết rồi. Chỉ tận lắm mà nó mình nó kiểu Trung Quốc. Xe xe ngoài mới vô được rồi. Xe anh ta đứng chút chạy dưới chứ đâu. Đứng cho sát vô xe mà. Hôm nay đâu còn tay đi. Hả? Mới xây cất kẹo cái này. Nhìn đúng nè, cô nè, quá ơi, cô ơi, tối ngày ngậm.
Lật lên, lật lên. Rồi, nhìn xuống nữa rồi chú ơi, đừng có chậm nữa. Kìa thấy hết trơn rồi chú ơi. Đó. Đi đã không? Đi kìa thấy gì quá. Kìa. Đây nè con, đây nè. Nè, con nói rồi con. Nè. Nè. Thấy nó nhìn không à? Nè, nhìn thấy kìa. Em ok, quá trời ngốc xuống thôi. Đó, làm sao câu rồi, chữ ơi. Quay quá rồi, đừng quay tay cái đồ kia đó. Yeah.
Tôi không có cả đâu mấy bay cả đâu mấy tôi đừng nói nè tôi bay rồi bỏ không á đây là bỏ cái đó là tôi cả đâu đây.